chiếc xe này nó nằm ở đây này. Dạ, thật sự là con, nếu mà con biết là con điều thứ hai là cái anh bảo vệ này không bằng lái xe mà dám chạy những cái xe này lái. Dạ, và điều thứ ba là không chấp hành quanh co ngay từ đầu đến cuối rồi. Do đó đoàn liên ngành không thể chấp nhận được. Niêm phong và bảo vệ về đó làm việc. Con xin lỗi chú tại vì không, vấn đề không phải là lỗi, xin lỗi cá nhân tôi mà tôi đang thực thi, tôi đang thực thi luật pháp chứ không phải là cần phải xin lỗi. Con sẽ làm đúng, con sẽ nộp phạt đàng hoàng, tại vì chủ với lái xe của con không hề biết nên bây giờ có một anh công tớ sẽ lái xe về phòng chung và nộp phạt. Không, làm theo đúng mọi đã niêm phong rồi, không có cái chuyện mà báo niêm phong ra để mà lái. Chị anh đi tới ngay đây rồi chú ạ. Không, không. Nhà ngay đây không rồi. Được, được. Tại con chạy xe về phòng đó được không ạ? Tôi nói không được, chiếc xe này đậu trên vỉa hè tại đây. Sau đó chống đối thì thay công vụ đẩy cái xe vào kia. Chưa hủy vào cán bộ của tôi là may. Mấy cái cố ý hủy cán bộ này của tôi đây là. Con không biết về cái chú đó. Cái chuyện đó là tôi đã nói rồi, đã không biết. Bây giờ con sẽ chạy xe về thẳng tôi không chấp nhận phương án đó. Nhá, bật chưa đi.